Đừng quan trọng quá về chuyện tiền bạc. Cứ sống tốt là tiền sẽ tự đến. Mình lớn lên được nghe người lớn nói những câu này khi mà hỏi về chuyện tiền bạc. Tới khi vào đại học, mình thấy bản thân bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Nếu mà mình phải tự quản lý đồng tiền mà mình kiếm ra và tự trang trải miếng ăn mỗi ngày. Tiêu tiền thì mình biết, thế nhưng mà quản lý đồng tiền nó là một thứ hoàn toàn khác. Và chưa ai bao giờ dạy mình và chuẩn bị mình cho việc quản lý tiền cả. Gần đây một bạn sinh viên nhắn hỏi mình: sắp vô đại học làm em rất là lo về mặt tài chính cá nhân. Tưởng tượng bạn bè rủ đi ăn chơi này nọ, không đi thì sợ tình bạn có dày lâu, và nếu mà đi thì hụt tiền ba mẹ khó khăn gửi từ quê ra. Khi mà chúng mình không có tiền, nó trở thành thứ đồng nghĩa với mệt mỏi, thất vọng, bực tức, tự ti. Lúc đấy dường như mọi vấn đề trong cuộc sống đều vì không có tiền. Mọi thứ chúng mình trải nghiệm trong cuộc sống đều bị chi phối bởi đồng tiền. Từ bạn bè, yêu đương, gia đình, học hành, nghề nghiệp. Nói cách khác thì chúng mình bị đồng tiền làm chủ, chứ không phải là chúng mình làm chủ đồng tiền của bản thân. Tưởng tượng nếu mà tiền bạc không phải là thứ khiến cho chúng mình căng thẳng và mệt mỏi nhất ở trong tương lai, điều đó không có nghĩa rằng chúng mình sẽ không bao giờ phải quản lý tài chính nữa. Mà ngược lại, chúng mình cần phải trở thành người có khả năng quản lý tài chính hiệu quả hơn. Trong video này, mình muốn chia sẻ với bạn 5 bước đơn giản mà đã giúp mình quản lý tài chính cá nhân. Với mọi định nghĩa thì mình không phải là một chuyên gia tài chính gì cả, chỉ là trong đại học 5 bước này mình học được và áp dụng cho cuộc sống của mình mà đã giúp mình rất nhiều, và chúng trở thành nền tảng cho sự nghiệp của mình từ trong đại học đến bây giờ. Mình hy vọng rằng bạn sẽ sử dụng và chúng sẽ giúp bạn nữa. Bắt đầu nào. Bước 1, hình thành thói quen lên kế hoạch tài chính mỗi tháng. Mỗi tháng lôi ra một cái bảng như thế này, bắt đầu từ thu nhập ước tính trong tháng tới, rồi liệt kê ra từng hạng mục chi tiêu bạn cần. Khi nhìn vào bảng này, nhất là vào thời điểm mà mình mới bắt đầu, thu nhập còn hạn chế, thì mình biết được rằng đâu là những khoản mình cần phải cắt giảm để có thể sinh tồn trong tháng tiếp theo, mình sẽ có một khoản chi như thế nào. Luật của cuộc chơi là đừng bao giờ tiêu hết số tiền mà bạn có và đừng bao giờ tiêu quá tiền mà bạn có. Chấm hết cậu. Bước 2, đừng bao giờ rơi vào nợ nần và trả hết nợ nếu mà có. Thực sự rơi vào nợ nần nó là cái cảm giác tồi tệ nhất ở trên đời. Warren Buffett nói là rơi vào nợ có nghĩa là mình đang cướp đi từ chính tương lai của bản thân. Khi mà chúng mình có thể vay nợ của một ai đó một lần thì có nghĩa là sẽ có lần thứ hai. Và nếu mà chúng mình có thể vay 500.000 thì sẽ có nghĩa là lần sau mình sẽ vay 1 triệu, 2 triệu. Cái khoản nợ ở đây nhiều khi nó không phải là vài trăm nghìn và vài triệu mà bạn vay từ bạn bè hay là đồng nghiệp. Khoản nợ bây giờ nó đến từ nhiều hình và nhiều thù khác nhau. Nó có thể là cái điện thoại, máy tính mà bạn đang trả góp. Có thể là cái xe mà mỗi tháng bạn phải trả 1, 2 triệu. Mình hy vọng rằng bạn có thể nhìn vào cái bảng ở bước 1, cắt giảm mọi chi phí sinh hoạt, cắt giảm mọi thứ mà không cần thiết. Đừng đi uống trà sữa nữa, đừng đi hàng cà phê nữa, đừng mua một cái điện thoại mới, đừng đi chơi vào cuối tuần, và cố gắng trả hết nợ càng sớm càng tốt. Một khi mà chúng mình sống cuộc sống mà không nợ nần một ai cả, nó cảm giác tự do và thoải mái hơn là chi bổ câu. Mình hứa đấy. Bước 3, sử dụng phương pháp 70-10-3. Ok, mọi người không cần phải làm toán hay là chuyên toán gì để sử dụng cái phương pháp này. Đây là một phương pháp cực kỳ đơn giản mà phần lớn các chuyên gia về tài chính cá nhân sẽ khuyên bạn sử dụng. Mình ước gì mình thực hành cái phương pháp này kỷ luật hơn, nghiêm túc hơn từ năm đầu đại học. Giả sử mỗi tháng bạn có thu nhập 100 đồng sau thuế, với 100 đồng đó sử dụng chỉ tối đa 70 đồng cho những nhu cầu thiết yếu của bản thân, chẳng hạn như là thuê nhà, điện nước, internet, điện thoại, xăng xe. Với 10 đồng mỗi tháng, mình sẽ để riêng ra trong một tài khoản ngân hàng hoặc là một tài khoản tiết kiệm, gọi là tiết kiệm để cho tự do tài chính trong tương lai. Mình sẽ không động vào cái tiền tiết kiệm này. 10 đồng tiếp theo mình sẽ sử dụng vào đầu tư cho chính bản thân mình để nâng cao kỹ năng. Có thể là mua một vài cuốn sách mỗi tháng, tham gia một khóa học online, đến một buổi hội thảo. Warren Buffett nói là không một mối đầu tư nào có lợi hơn đầu tư vào chính bản thân mình. 10 đồng còn lại mình sẽ cho phép bản thân vui chơi với bạn bè, ăn uống cuối tuần, đi nhảy múa ở bất kỳ nơi đâu. Hoặc là mình có thể tiết kiệm sau một vài tháng, thậm chí 1-2 năm để có thể mua một cái laptop mới, một cái máy ảnh mới, một cái điện thoại mới, hay là mua tặng một món quà cho bố mẹ, người thân, người yêu, thậm chí là đi du lịch. Bằng cách chia nhỏ thu nhập của mình ra thành từng quỹ như vậy, nó giúp mình an tâm rằng mình không tiêu quá tay, và ở trong tương lai mình luôn luôn có một khoản tiền không những là đầu tư vào bản thân. Nếu mình nhìn thấy một cơ hội đầu tư nào đó, mình có thể sử dụng cái tiền đó để đầu tư. Hoặc là sau này, sau một vài năm bạn đi làm, bạn không thấy thích công việc đó nữa, bạn an tâm rằng bạn có một khoản tiền bạn có thể trang trải trong một vài tháng tiếp theo, thậm chí một năm tiếp theo để đi tìm một công việc khác. Bước 4, đi làm thêm ngoài giờ. Là sinh viên thì mình không phải đi đến trường từ 6 rưỡi sáng cho đến 5 giờ
chiều nữa. Sau khi đi đến trường làm bài, học bài, đi học thêm thì mình có rất nhiều thời gian rảnh. Thời điểm mà mình chưa đủ kỹ năng để có thể đi làm freelance hay là làm những công việc mà người ta trả lương cao cho mình thì mình đi làm thêm. Bất kỳ công việc gì hợp pháp cũng được, không có gì xấu hổ cả. Khi mà mình đi làm tăng thu nhập cho bản thân, có nghĩa là bạn làm chủ cuộc sống của chính bạn và có trách nhiệm cho tương lai của bản thân. Nhờ vào việc đi làm thêm, mình không những có thể tự trang trải cuộc sống đại học, không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa, không phải là một gánh nặng cho gia đình nữa, mà nó dạy cho mình cách quản lý thời gian hiệu quả. Nó giúp mình giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp, học cách bán hàng, học cách thuyết trình. Và phần lớn những cái kỹ năng đó tại thời điểm đấy mình không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng trong tương lai, nhưng mà một cách thần kỳ gì đó, những kinh nghiệm, những trải nghiệm và những kỹ năng mình thu nhập trong quá trình mình đi làm thêm, nó trở thành hữu ích khi mà mình đi làm công việc mà mình đam mê. Bước 5, lên trình, chuẩn bị cho năm 4 bứt phá. Mình thực sự rất may mắn, từ năm đầu tiên đại học mình có một người thầy bảo mình rằng luôn luôn phải tập viết và tập đọc. Và một người chị mentor mình ngay tại thời điểm mà chuẩn bị vào năm học này, chị ngồi cùng mình lấy ra một mẩu giấy lên kế hoạch cho 4 năm tiếp theo trong đại học của mình. Đâu là những lớp mà mình sẽ học, thời điểm nào là mình sẽ chuẩn bị để đi xin thực tập, đâu là những việc mà mình sẽ cần phải làm, đâu là những cơ hội mình có thể đi xin làm thêm. Mình hy vọng rằng các bạn sinh viên mới vào trường hay là đang ở trong trường sẽ lên kế hoạch cho 4 năm tiếp theo của bạn. Và đây là điều quan trọng, đừng dựa vào những gì mà bạn sẽ được học ở trong trường, vì tin mừng, nó là không đủ. Đó là lý do tại sao mình bảo là phải lên trình. Mình biết là các bạn mới thi vào cấp 3, mới thi vào đại học, gọi cái quá trình thi cử đấy là căng thẳng, hàng nghìn người tranh đấu cho vị trí vào trường đại học. Nếu mà đó là căng thẳng, thử nghĩ xem nếu vị trí đó ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này, nếu vị trí đó ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, thì người ta không gọi là tranh đấu nữa, người ta gọi là... mình không có từ gì để tả được. Nên là nếu giờ bạn dùng phần lớn thời gian trong đại học để thoải mái rong chơi, thì mình e rằng rong chơi không thoải mái sẽ trở thành nghề nghiệp của bạn sau này mất. Bạn sẽ cần những kỹ năng thực tiễn, kinh nghiệm bằng cách làm những project riêng ở trong trường, hay là đi làm freelance hoặc là đi làm thực tập, tạo quan hệ với những anh chị đi trước hoặc là những người ở trong ngành mà bạn muốn làm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, lên kế hoạch cho 4 năm tiếp theo, tìm hiểu xem lĩnh vực gì mà bạn muốn làm ở trong tương lai, đâu có thể sẽ là công ty mà bạn muốn thực tập. Và để vào cái vị trí đó, để thực tập ở trong công ty đó, nó yêu cầu những kỹ năng gì. Và tin mừng là bạn có thể Google mọi thứ nó sẽ ra. Và bắt đầu lên trình ngày hôm nay. Ok, đó là 5 bước mà đã giúp mình quản lý tài chính cá nhân từ trong đại học, và mình bây giờ vẫn sử dụng những bước đó. Đầu tiên, hình thành thói quen quản lý tài chính mỗi tháng. Đừng bao giờ rơi vào nợ nần, nếu mà có nợ thì trả hết nợ sớm nhất có thể. 3 là sử dụng phương pháp 70-10-3. 4 là đi làm thêm càng sớm càng tốt. Và thứ 5 là lên trình bắt đầu từ ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng bạn sẽ sử dụng 5 phương pháp này, tại vì mình biết rằng nó sẽ giúp bạn, tại vì nó đã thay đổi cuộc sống của mình. Bây giờ mình muốn nghe từ mọi người, bạn đã vào đại học hay là đã ra trường chưa? Và một thói quen về tài chính cá nhân nào mà đã giúp bạn nhiều nhất? Comment chia sẻ cùng chúng mình ở bên dưới. Mình rất mong được nghe từ mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này của mình, và mình hy vọng rằng bạn sẽ subscribe để trở thành một trong những thành viên trong cộng đồng này của mình. Và nếu mà bạn thích những nội dung như thế này thì mình nghĩ rằng bạn sẽ cực kỳ thích cái workshop mục tiêu gồm có 3 video mà mình làm cho mọi người. Trong cái 3 video này, đầu tiên chúng mình sẽ nói về 3 bước để thực hiện bất kỳ mục tiêu nào của mình. Và rồi mình sẽ chia sẻ với mọi người 4 thói quen mà mình sử dụng để làm việc và học tập hiệu quả hơn. Và trong video thứ 3 thì mình chia sẻ với bạn phương pháp để giúp mình phát triển kỷ luật bản thân. Nếu mà mọi người muốn nhận series 3 video này thì chỉ cần vào link mình để ở cái phần mô tả ngay bên dưới. Nhưng mà bạn vào trong web đó của mình thì bạn chỉ cần điền tên, địa chỉ email thì mình sẽ gửi cho bạn series 3 video này. Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã subscribe và trở thành một thành viên trong cộng đồng này của mình. Và mình sẽ gặp lại bạn trong workshop mục tiêu. See ya!